Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục chương trình, cho Phú lại trở về núi Cô Tô, còn được gọi là núi Phụng Hoàng Sơn mà Đức Phật Thầy Tây An đã đặt. Quý cô chú anh chị, kính thưa quý vị, hôm nay khi mà cầu nguyện xong thì một trận mưa lớn đã kéo tới và hiện giờ trên núi mà ngập luôn hả quý vị. Thì tiếp tục chương trình cho Phú mời quý vị và các bạn khám phá. Đây cũng là một chuyện mà ngẫu nhiên cho Phú vào trong hang của ông Hổ quý vị tại Điện Nam Căn thì thấy như thế này nè quý vị. Thì quý cô chú anh chị biết như thế nào thì comment lên kênh dùm cho Châu Phú ha. Châu Phú chỉ là người đưa tin nha quý vị. Đó thì tiếp tục chương trình hôm nay, phái đoàn chủ yếu là đi tìm hầm chén quý vị. Hầm chén mà Đức Bổn Sư cùng với là ông Đạo Đèn quý vị, còn được gọi là Đức Phật Chùm, đã nhờ tín đồ của mình đi về trên núi tìm hầm chén này nè quý vị, để mà đem xuống để mà đãi tín đồ trong những cái dịp lễ quý vị. Thì đặc biệt gặp những cô chú anh chị và chỉ hướng dẫn cho Châu Phú đi đến hầm chén ra để quay gửi đến quý cô chú anh chị cùng xem trong video này tại núi Cô Tô, còn được gọi là núi Phụng Hoàng Sơn. Và trên đây có suối vàng đó nha quý vị. Và kính thưa quý vị, tại sao gọi là suối vàng thì Châu Phú nghe quý cô chú anh chị và người dân ở địa phương chia sẻ rằng ngày xưa đó quý vị thì mưa bão như thế này nè, nước từ ở trên đó là núi đổ xuống có những hạt li ti màu vàng quý vị, thì người ta thử đó chính là vàng thật quý vị, nhưng mà vàng non, cho nên từ đó về sau bà con đã đặt đó là suối vàng. Thì mời quý vị và các bạn hôm nay đi khám phá xem có vàng không nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Từ hình tây đến năm mươi ngõ hẻm đến đây núi Cô Tô cũng Hoàng Sơn là tại Điện Nam Căn, Hoàng Sơn Long Hải của Phật Bà Quan Âm được chứng quả vị Bồ Tát độ tầng chúng sanh trong thực địa mạng khó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, Mô Phật Tổ Thầy Quan Thượng Đẳng Thiên Thần. Trong quan của thần chỉ vị sinh thần chỉ vị con núi tạm chứng minh rồi chúng đoàn cậu đây để dìu dẫn con cháu trong mùa về tháng bảy Du Lan, nhờ chân Đức Phật A Di Đà ban bốn lành cho con cháu từ nhà 4 năm cũ trôi qua với điều kỳ sơ sót, xin hoài quốc gia cho con cháu được liền lạc. Giờ đến năm mới này 2022 năm đáo lai lại ông lòng to để cao con cháu được nhẹ nhàng. Cái tại sao nhờ chân Đức Phật A Di Đà ban bốn lành từ nhà con cháu nội cho ngoài trong chắc trong chiếc trong ốc cái cố về đền ơn đáp nghĩa để cúng ngày hôm nay. Nhờ trên ban cũng làm thì cái nơi về tới nhà gì đạo được bình an mạnh giỏi đường đạo pháp tinh tấn tu hành để nối gót ông bà bảy đời tiếp tới đây. Xin ơn trên ban cũng làm các phần du di căn tổ cô là cô thiên cô cốt cô cốt cô đồng hộ cho nội cho ngoài trong chắc. Lạ ha, đã hồi xưa á. Dạ. Hồi xưa Đức Phật Chùm á, đám tiệc ông dắt đệ tử ông đó qua đó mượn đó. À. Rồi bây giờ là bị bọn đệ tử nó để ý để nó lấy. Dạ. Không trả nữa. Không rồi, trả. Rồi đầu trên tới màn thì kỳ rồi, nó liếp lại. Ờ vậy ha. Ừ. Vậy là con nghe nói thôi. Thành ra con đi tìm nè. Cảm ơn chú. Mình đây nè. Dạ. Hỏi chú chuộng tám á, tao biết à. Khoai đoạn mình đâu về hả chú? Ở Châu Đốc, thành ba tiệm á. À. Dạ Châu Phú thân ái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay lại một ngày mới, Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đoàn An Giang đi khám phá nơi hầm chén tại núi Cô Tô mà ngày xưa Đức Phật Chùm đã sai tín đồ đó đi đến đây để mà gánh những chén đi về để đãi bà con quý vị. Thì hôm nay là đoàn đến từ An Giang, thì Châu Phú xin chào cả đoàn nha. Chào bà con. Bữa nay quý cô chú anh chị chuẩn bị đi đến hầm chén nè, đi đến hang ông Hổ nè, đi đến là rất là nhiều những cái điểm, điện Năm Căn nè, bầu sữa mẹ nè ha. Chúc bà con đi vui vẻ nha. Dạ. Rồi chào sư huynh mạnh khỏe. Đây quá vui luôn rồi quý vị ơi, đoàn bữa nay là đi là sáng sớm luôn ha. Đây quá vui luôn. Chào. Dễ thương quá quý vị. Và kính thưa quý vị, thì không để quý vị chờ lâu nữa, thì Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đi từng bước chân. Điểm đầu tiên là Châu Phú xin mời quý vị đến bầu sữa mẹ và nghe câu chuyện tại sao lại có suối vàng tại núi Cô Tô này. Có phải là mỏ vàng được tìm thấy ở đây không? Châu Phú xin mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với câu chuyện nhé.
Chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là điểm bầu sữa mẹ quý vị, nơi điện mẹ Quan Âm, thì tại núi Cô Tô, Châu Phú. Xin mời quý vị và các bạn sẽ vào bên trong để mà khám phá. Thì chào bạn Dương, chào ông trai nha. Thì bạn ơi, bạn có thể chia sẻ đó là bạn đã đi về núi Cô Tô này được bao nhiêu lần rồi? Nói thiệt quý vị, lần này lần đầu tiên luôn á. Vậy dùng An Giang, dùng bảy núi mà đi lên một lần này, lần duy nhất. Lần duy nhất ha. Dạ. Hồi nãy giờ đi xe đi lên thấy sao? Thấy cảm giác ấy là nó dốc cao, và thấy cái đồng tiền của mình đưa ra nó cũng còn xứng đáng. Chứ không phải là quý vị nó đựng nó mắc. Hồi hợp không? Hồi hợp không hợp. Đi lúc nào cũng niệm Phật à trong tâm à, nhưng mà mình thấy hơi bất ngờ này bất ngờ kia, cái đường nó rất là nhỏ. Nhưng mà cua lại rất là gắt luôn. Như thấy quý vị chạy đây, cái đường này nó nể phục. Vậy á? Nể phục á. Đúng rồi, cái đường này rất là căng quý vị. Và Châu Phú xin giới thiệu đến bạn đó, tại núi Cô Tô này đó. Thì cái mẫu chuyện giống như là ngày xưa là các cô tiên á xuống dưới trần, là vào ngày 14, 15, 29, 30 thì các cô á là thường hay á, bạn nghe nói là sướng như tiên đó ha. Cho nên nó thường hay đùa giỡn, rồi á là thở xưa mà cũng như là thảy những đá, thảy qua thảy lại, thảy qua thảy lại, thảy lo chơi riết đó. Thì tới cái giờ về thì đi về thì bỏ lại những cái tảng đá đó, nó úp giống như cái hình của cái tô, cho nên bà con gọi từ đó là núi Cô Tô. Đó là thông tin mà của quý cô chú anh chị đã truyền miệng lại. Nhưng mà ở đây đó, bạn có nghe người ta nói về suối vàng chưa? Suối vàng thì chỉ nghe nó là có hầm chén gì đó quý vị. Vậy hả? Có hầm một hai cái hầm chén gì đó, mình chung chưa có bạn được luôn. Bạn cũng nghe về hầm chén. Hôm nay Châu Phú sẽ mời bạn sẽ tìm hầm chén luôn. Và xin giới thiệu đến bạn đó ha. Là tại sao gọi là suối vàng, thì từ cái ngọn núi Cô Tô này là mỗi lần trời mưa đó, những cái hạt cát này nè, là cát, bạn thấy cát vàng không ha? Nhưng mà nó chảy xuống dưới cái con suối đó thì có những cái hạt ống ánh màu vàng. Người ta lấy những hạt đó người ta thử đó, thì người ta thấy đó là chất liệu là từ vàng ha, nhưng mà vàng non nha bạn. Thì sau khi mà người ta đem đi thử xét nghiệm thì vàng non, nếu mà khai thác đó thì sẽ lỗ, cho nên đó là bà con không khai thác nữa đó, thành ra từ đó người ta đặt tên là suối vàng. Hôm nay thì Châu Phú mời bạn là sẽ kiểm chứng. Ở hiện giờ mình đi là tuốt trên đây cũng cao lắm, mà điện mẹ Quan Âm là cũng gần tới đỉnh rồi đó. Thì bạn sẽ vào trong một cái hang giống như cái ở đó trên đó, nó giống như cái bầu sữa mẹ, bạn thấy không? Thì từ trên bầu sữa mẹ đó có một cái nguồn nước, mạch nước đi thẳng xuống dưới đó đó. Thì có một cái mạch nước người ta xây sẵn một cái học vậy đó, để cho bà con đến đó rồi thỉnh nước về uống. Thứ nhất, thứ hai nữa cũng cát vàng ống ánh, nó chiếu luôn ha. Đi thì mời bạn vô kiểm tra ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Chào con trai nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con trai luôn hả? Chào con gái nha. Con Nam Mô A Di Đà Phật con. Trời ơi, ủa sao chị gái này sao mà che quạt rồi nè hả? Ê, nói nghe nè chị, có thể chia sẻ giùm Châu Phú một chút xíu ơi. Lúc nãy nghe nói đi lên núi Cô Tô quá hả? Hay có cái đường gắn bò đó, kể giùm chút xíu ơi. Trời ơi, cái quạt của cô. Trời ơi, mắc cỡ nữa quý vị ơi. Cô bé đó đi lên đây đó là thấy là có một cái đường gắn bò mà nghe xào xạc quý vị, nhưng mà do mắc cỡ cho nên quý vị quan hỷ ha. Chào quý cô chú anh chị hết nha. Quý cô ơi, ở phía đây là cái hình giống như cái bầu sữa, các cô thấy có giống không vậy? Đó nguyên tảng đá ở trên đó, thấy không? Ở đây là ta gọi là bầu sữa mẹ nữa. Để giới bài đồ bầu sữa mẹ hoài cả. Đó kìa, ở trên kìa, tự đây nè, cái bầu đi ra nè, lên trên đó nha. Mẹ quanh đây nè, y gan luôn nè. Cô đây, để Châu Phú quay lại cho quý vị nha. Đây nè, quanh đây nè cái bầu sữa nè, ở trên đó, tuốt ở trên nhọn nè. Nè ở đây người ta hồi đó giờ ta đã gọi là bầu sữa mẹ lâu rồi con nè. Đây nè, để con quên bên đây con coi coi, tại bị cái cây này cản nè. Đây nè quanh đây chắc rõ hơn nè. Đây coi chừng con. Đây nè, kính thưa quý vị, đây là bầu sữa đây quý vị ha. Đây nè, cái bầu từ bên đây dài qua, còn phía trên đó là giống như cái chớp nhọn đó quý vị ha, cái bông đó ha.
thì Châu Phú chỉ nói đơn giản vậy thôi. Và cô ơi, nè nè nè, chào các cô ha. Cô biết là cô biết suối vàng không cô? Chưa biết suối vàng nữa hả? Thì sao à, tại sao tại sao gọi là suối vàng? Thì là con xin chia sẻ đó, ở cái đường mà mình đi vô đó có con suối nằm mép bên tay trái đó cô, cái suối Bành Kỳ đó, nước trong veo đó. Thì ngày xưa cát ở trên núi này nè, khi mà trời mưa đó là trôi xuống đó đó, thì người ta thấy làm vàng nó óng ánh, người ta mới thử là cái đó là vàng thiệt, nhưng mà vàng non cô. Thành ra người ta không khai thác, người ta cũng có người đi lên trên núi này người ta đào nữa, nhưng mà một thời gian sau cái mà chỗ đó đó bị các vị người ta lít lại rồi đó, cho nên đó là hiện giờ vô trong đây vẫn còn cái mạch nước màu vàng óng ánh chảy nè. Thì chút xíu có đủ duyên thì mời các cô vô tham quan nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chúc các cô sức khỏe bình an. Đi Dương ơi, vô chổng quay để cho bà con xem ha. Đây chào ha. À, mấy cô này thắc mắc hoài đi kiếm là bầu sữa mẹ quý vị ha. Hai chào. Dạ. Đây nè quý vị. Đây nè, đây là bầu sữa mẹ đây. Đó, từ bên đây dài lên đó. Rồi tiếp tục nữa thì đây là điện mẹ Quan Âm nha quý vị. Các cô chú anh chị thường đi về đây quý vị. Nam Hải điện mẹ Nam Hải. Ở đây thì các cô chú về đây để mà xin chỉ bệnh nhớ quý vị. Năm 1942. Đây. Tiếp tục luôn cho Phú vô quay cho quý vị xem cái ha. Rồi tiếp tục nó thì khi mà quý vị đến đây để mà thỉnh nước của mẹ xong thì quý vị là sẽ tiếp tục ra phía bên tay trái của mình quý vị, có một cái mạch nước. Khi mà mình đến đây á, ai biết á, thì đi phía sau gốc cây này nè quý vị ha, phía sau gốc cây này có một cái mạch nước từ bầu sữa mẹ chảy xuống quý vị. Đây mời bạn Dương ha. Đây hai anh em đi xuống đây và khám phá nha quý vị. Bạn Dương ơi, khi mà mình về núi non mình đi hang đó thì mình cầu nguyện mình niệm Phật ha, có xin chưa bạn? Dạ có xin tâm đó quý vị. Tại vì nghe nói với bạn ở phía sau này nè là có cái cặp gắn cũng to lắm ha. Nguyện các thứ thằng cũng độ, ví dụ là mình đi đến nơi nó đi vô hang hay đi qua cái gì đó, mình cảm thấy cũng có cái sự linh cảm là có cái gì nào ở ngự đó đó. Thì mình cũng xin cho con đi vô chỗ đó nơi đó để mình tìm hiểu vấn đề gì đó, thì mình cũng xin như một khuôn mặt bên ngoài mình xin trung tâm. Nhưng mà mình bước xuống đây thấy lạnh ngắt ha, lạnh nào bạn thấy mát lạnh luôn phải không? Cháu cũng chưa vô đó mà đứng ở ngoài đây mà hơi lạnh toát lên quý vị. Ở phía trong này nè quý vị có ngôi thờ nè. Phú mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chặng đường khám phá vào hang. Đây là điện mẹ Quan Âm, mẹ Nam Hải ha. Đây một cái mạch nước hả bạn? Đây nè, cái này bạn gọi nhé nhé đây nè, mạch nước phải không? Rồi xéo đây nè, nó có chiếu chiếu còn nhúng nhích đó, ngoài đấy không, từng nhúng nhích ra đó, nhúng nhích cái bóng đèn thôi, cái ánh đèn là cho cô thấy cái ánh sáng rồi nhìn cho đục nước nè. Bạn đứng gì đây gì là thấy
ngồi vô phía trong mà bạn. Đường của chú chị đó là những cái nước ha, mà bạn Dương á đứng xuống đây rồi nó bị động rồi nha. Bạn chỉ cần bạn lắc chiếc cát là thấy à? Không không, lắc cái đèn á, cái ánh đèn á, đúng rồi, nên lắc lên lắm là nó có những cái hàng chiếu đó, chiếu vàng vàng. Rồi bên đây nè quý vị, có một cái giếng người ta xây gì nè bạn, để cho nước nó sạch, giữ lại nước sạch. Cho quý vị nào có thể thỉnh về đây. Cho Phú nghe cái tiếng góc gách, góc gách ở đâu bạn Dương? Cái này mà mình thấy được. Tao đâu? Rồi cái đây cho Phú. Cho Phú mở đèn led cái nha quý vị. Đây quý vị. Ha. Cái hướng bên đây. Rồi sau lưng cũng có này. Bạn tôi có không? Sau lưng này nè. Cái đây nè. Đây nè. Từ lưng ra. Nhiều lắm. Nhiều mạch lắm. Mạch đâu chỗ của bạn này, chỗ này nè 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 chiếu nè 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 đâu bạn ấy kìa, qua đỉnh nhất nè, làm gì nè, nước nó gấp chung gấp thật. Cái điện thoại mình nó quay nó sáng nè, có những nhà cát chiếu nhưng mà tôi nghe cái mạch nước đâu chảy lớn lắm. Đi chồng ha, đi chồng đá nè, thôi thì nó mới đưa nó thôi. Đây nào bạn nha, bước tới để cho Phú chèn vô cái ha. Mình đây như vậy nè bạn ơi. Đây nè. Nếu mà trong gieo mà mắc rượu luôn. Đây có thể gì? Đây là một mạch nước ha. Con kia nó có quanh năm rồi. Ở trong đó tôi thấy nhiều vàng vàng bạn. Có cái dòng gì vàng vàng đó kìa. Cái vòng màu vàng đây nè. Cái gì chiếc nhẫn nè, ông coi trên cái điện thoại kia nè, thấy không? Thấy không? Là cái điện thoại ý không biết ha. Ha, đẹp ha. Đây là nhiều chiếc nhẫn người ta. Đi tiếp tục ha, rồi bạn lên trước ha, để cho Phú chen bên đây chút xíu. Đây đẹp quá quý vị ha. Đây quý vị tìm cái mạch nước. Đây có những cái mạch nước rồi có đen thấy lạ không có chứ ha. Và cái thứ quý vị khi mà mình chan vào trong được nha quý vị, quả đây là cái nước mà được giữ lại nha quý vị, giữ lại cho bà con thỉnh uống nha, nước trong gieo nha quý vị. Đây là Nam Mô A Di Đà Phật, đây còn miếng rửa mặt vừa được sáng suốt. Rồi mình rửa một cái một thôi nha quý vị, mình đi lên tiếp tục luôn ha. Cảm ơn bạn Dương nha. Bạn thấy nước này sao, rửa mặt thấy sao, thấy mát ha. Nó mẻ như mình đi cũng như có cái sự mệt mỏi đi lên cái mình nguyện giá cho con xin rửa cho người con nó khỏe báo. Thấy nếu mà đi vậy là nó cho con xin thỉnh về uống hay để cái gì đó, trong cái tâm mình còn trong tâm ha, chưa có thành lòng nước lã nên hồn. Đúng rồi, thì đó mình thành tâm đi thì mình đôi khi Phật cũng chứng. Đây nè, phía sau của bạn nè, nhìn y gan như gương mặt mà đá mà lên view xanh nè, phía bên đây nè, này này giống gương mặt bên đây nè bạn nè, thấy không? Đi tiếp tục luôn, có đợt lúc đó mình quay vậy đó mà đi về mình mới thấy được, còn mình quay mình đi mình không thấy bạn. Và hướng dẫn cho bạn nè, ở đây có những tảng đá lạ, quả đây giống y gan mũi thiền luôn nè, đá mũi thiền nè. Rồi đây gan mũi thiền nha, nhỏ mà ông thi giải bông khoai á, thi giải bông khoai ông đi cái thiền này nè, thấy thích nè ha. Rồi kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ là Châu Phú mới khám phá được điện mẹ Nam Hải, thì Châu Phú mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình đến với những nơi khác cũng như là hầm chén quý vị. Hôm nay chủ yếu Châu Phú muốn tìm đến hầm chén. Chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi đi ghé điện mẹ Nam Hải thì mình đi xuống quý vị, thì đi ngang một cái rừng tre ha, bạc ngàn quý vị. Đây
và có những tảng đá lạ ha. À, có một cô gái mới đi ngang Châu Phú ha. À, và tại núi Cấm quý vị thì chào chào cô ha. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hai chào quý cô, đi khỏe ha. Dạ, đây rất là đông bà con trong tháng 7 này đi núi ha quý vị. Để đi giải căn ha, giải căn là sáng giờ khỏe chưa? Rồi rồi ơi. Quá đông luôn mà phái đoàn này đông quá. Chào chú, phái đoàn từ đâu về chú? Đồng Tháp. Đồng Tháp ha. Dạ. Dạ, quá vui ha. À, Hoàng Dương biết không? À, khi mà chào cô nha. Khi mà ở núi Cô Tô này thì Châu Phú không biết, chứ núi Cấm thì nghe bà con kể á, chỗ điện cây quế á, là thường hay có một cái cô gái đẹp đi xuống để mà mua thịt á, Dương. Mua thịt đi chợ á, đi chợ mua thịt. À, thì bà con thấy tại sao cô gái này đẹp quá mà ngày nào cũng là đi thịt hết trơn. Đúng rồi, mà về tới cây quế thì mất tiêu. À, thì ra là người ta nói một là ông rắn, hai là ông hổ ha. À, ta tu thành này. À, chào ha. Dạ, dạ chào. À, cho nên nó mới đi xuống để mà mua gì, người ta không có muốn ăn thịt người đó. Tại có người ta cũng thần mà người ta có tu rồi. À, hồi xưa nha. Dạ chào. Đó là câu chuyện xưa. Cũng có nghe mang máng cái gì. Tại vì là nói ở bên muốn tắm mình đó. Dạ, em Châu Phú. Ha, đi mấy ngày rồi anh? Vậy ha. Thấy có ngủ ở đâu, thấy có điềm gì, thấy lạ lạ, thấy về khỏe không anh? Vậy hả, khỏe hả, có gì lạ không, chia sẻ em ơi. Rồi, cảm ơn anh trai. Rồi, chúc đoàn đi vui vẻ, sức khỏe, khỏe mạnh nha. Dạ. Cũng có mấy cái quán nước mà mình đi bộ nha. À. Là cũng có kể là cái câu chuyện gì nè. Nó là có mấy cái như là ngày cách đây cũng mấy năm đó. À. Là có cô đó bán nước. Ừ. Cô nói là cách nhà cổ vẫn có cái cũng mấy cái chòi nhà mà người ta trồng gãy đó. Ừ. Nhưng mà người ta bỏ không ở nữa. Thì cổ nói giác chiều, có nghe tiếng sột sạt như là có người ở vậy đó. Ừ. Nhưng mà cô khẳng định là cái chòi đó không có ai ở hết. Ừ. Chỉ có chòi cổ thôi. Thì xong cái là cô nghe tiếng nói chuyện sùm những bàn tán về chuyện đời, chuyện đạo vậy đó. Ừ. Thì cổ nói, ủa sao có những cái đoàn nào không phải cổ cũng biết. Ừ. Nhưng mà cổ lên thì không thấy ai hết. Thì chỗ, mọi chỗ thì sạch sẽ, có người quét lá cây. Thì nghe qua là kể mình cũng thấy nó hơi tò mò. Ừ. Tò mò cái chỗ là nhiều người biết về non về núi để mà tu. Ừ. Thì mình bây giờ mình còn đây thân xác mình cũng không biết về non về núi, mình tìm để mình cái học lạ để mà học hỏi mình tu. Ừ, vậy ha. Rồi cảm ơn bạn. Tìm độc lạ là học hỏi tu ha, chứ gặp rồi xỉu luôn, tu không nổi. Rồi chào ha. Ồ, bữa nay đoàn đi núi đông quá quý vị ơi. À, quá vui ha. Ồ, có cây gậy gì đã vậy anh? Cây gậy này thỉnh đâu đẹp vậy anh? Dạ chào sư huynh nha. Dạ chúc sức khỏe. Dạ. Cổ trên đó là cổ không bao giờ kể, có chuyện gì là cổ kể cho mình nghe. À. Để mình tìm hiểu, để mình biết được. Đây, tảng đá này hình lạ quá ta. Cái... đẹp á. Cái chén, cái tô gì thế. Ừ, đúng rồi, cái tảng đá này mình không hiểu nổi luôn. Nhìn giống như cái tô mà nhìn thấy giống như đồng tiền vàng. Ừ, giống cái thổi vàng. Ha. Hồi xưa đó là nguyên cái đồng... dụng có vàng thiệt quá. Rồi, đá quá vàng ha. Đi mấy anh em đi ha. Tiếp tục. Thì thấy người dân ở đây ha. Ở nhà thấy rất là đơn giản ha. Nói chung núi này còn quan sơ, không có khai thác du lịch nhiều. Quan sơ. Cắm mình. Đúng rồi. Mọi thứ nó còn nguyên dạng của mình rồi, phải là xưa thì không có xưa đâu, không có khai thác đường xá cũng còn hẹp và khó di chuyển. Đúng rồi. Còn... xe qua lại phải nhường.
còn cũng như là Quan Sơ. Cho nên là thường thường các mình đi á, đi mà đi cỡ hai anh em vậy nè ha, mới dễ gặp. Còn đi đông quá là các ngày cũng cũng ẵn hết, không có cho mình gặp đâu. Khi một số người mà cần hơi bị nhát thì sợ á, gặp thì sợ, khi là không có đủ cái nghị lực để mà vượt qua. Khi thật sợ á, xỉu ta. Đúng rồi. Nhân dân nhiều thứ nó khó lắm. Khó lòng lắm. Nhưng mà mình quyết tâm, mình không sợ, mình quyết tâm mình nguyện giá thì đôi khi hai ba người thì các ngày cho thấy đó. Có khả năng đó. Bữa đó cho Phú không thấy mà còn giật mình đó mà. Nghe tiếng thôi mà giật mình đó. Bên núi Bà Đắc vậy đó ha. Núi Bà Đắc. Tiếp tục luôn bạn ơi, ở đây tới nhà của bà con rồi, giờ mình đi giết để mà theo kịp ha chân của phái đoàn. Giờ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hai anh em giờ là phái đoàn đã đi trước rồi, anh em muốn tìm những cái chuyện quyền di mới lội ở phía sau cái gì để quay gửi đến tất cả quý cô chú anh chị câu chuyện lạ ha. Thì hy vọng là quý cô chú anh chị sẽ theo dõi cho đến nơi hầm chén mà ngày xưa Đức Bổn Sư rồi Đức Phật Trùm cũng đã mượn những chén dĩa để mà đãi bà con. Dạ. Chào chào chú. Dạ. Dạ bữa nay đi khám phá mình nên nè. Chú làm ơn cho con hỏi hầm chén, là con nghe nói hầm chén ở trên núi Cô Tô, chú biết ở điểm nào không chú? Chú Sơn Tiên á. Vậy hả? Vậy là này là chú chuộng lắm. Vậy là Sang Tiên có hầm chén hả chú? Có. Cái hầm chén đó là nó cục đá gõ làm bưng ben khoan luôn á. Là bây giờ cái hầm chén bị líp lại hả? Líp lâu hồi xưa tới giờ mà. Dạ. Chuyện thiết ha. Mà mình lấy cục đá mình lại chỗ đó. Lấy cái cây gậy khỏi bung bung bung. Lạ ha. Đã hồi xưa á. Dạ. Hồi xưa Đức Phật Trùm á đám tiệc ông dắt đệ tử ông đó qua đó mượn đó. Rồi bây giờ là bị bọn đệ tử nó để ý để nó lấy. Dạ. Không trả nữa. Không trả. Đầu trên tới màn thì kỳ clip lại. Vậy ha. Vậy là con nghe nói thôi. Thành ra con đi tìm nè. Cảm ơn chú. Mình đây nè. Dạ. Hỏi chú chuộng tám á là tao biết rồi. Khoai đoạn mình đâu về hả chú? Ở chỗ đốc thành ba tiệm á. Chỗ đốc chỗ ba tiệm ha. Ba tiệm. Dạ, dạ. Mấy chị em gia đình à. Vui ha. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn cô nha. Rồi chúc sức khỏe bình an. Rồi đi khỏe vậy ha. Dạ, có đoàn đi xuống rồi đó chú. Đi theo đoàn đó hả? Dạ. Hai mấy người. Ôi chú Tiểu nè. Chào con. Ê, kính thưa quý vị. Tiếp tục thì Châu Phú tạm biệt đoàn Châu Đốc. Thì ở đây có cái cây này bọng lạ nha quý vị. Cây này lâu năm dữ lắm rồi nha quý cô chú anh chị. Quá luôn rồi. Rồi, càng ngày càng có những câu chuyện ly kỳ ha bạn Dương. Sắp tới hầm chén rồi nha. Mấy núi mà đâu có trong kinh Sám Giảng thầy cũng có nói là dùng bảy núi thì nó có nhiều cái chuyện lạ ly kỳ lắm. Nhưng mà mình gắng tu thì đôi khi mình tu duyên mình cũng nhìn thấy được cái chuyện lạ đó. Đúng rồi. Một vài câu chuyện thôi chứ hết luôn thì chắc là cũng phải hơi lâu quá vậy. Lâu rồi nha. Không phải dễ đâu nha. Câu chuyện linh thiêng mà. Phía đây nè, thấy đâu có trồng cây trái gì ăn được đâu bạn. Gừng gẫm không à. Nè. Qua khỏi cái đám gừng này thì bắt đầu ta khai thác lai gai nè. Phía đó là vực mà. Dạ quý vị. Cái kia đồng bằng đó ha quý vị. Châu Phú đã thấy đồng bằng rồi. Tiếp tục chặng đường thì Châu Phú mời quý vị nghe nói ở bên Sang Tiên quý vị. Thì chú kể rằng á, ngày xưa á, là Đức Phật Trùm mỗi lần mà tới đãi mà tín đồ đó bạn, bà con khách thập phương về đó, thì là ngày á là kêu á, là tín đồ của mình tuyển ra một số người để mà đi gánh á. Thì đi gánh những cái chén bát về. Thì khi mà đi vô trong núi này nè, đi rồi á tín đồ á, người ta cũng làm dấu. Đúng rồi, người ta bẻ cây gì nè, cũng như đi tới đâu cái người ta bẻ cái nhánh cây, người ta làm dấu giống như mình đi gừng vậy đó. Thì khi đó đặng người ta biết đường đang ta mượn sau này, thì khi mà đám tiệc xong á thì ngài kêu đi trả đi, thì ngài biết là người ta đã có làm dấu rồi, nhưng mà đi là không có gặp nha, không có thấy, không biết chỗ nào.
đặc biệt vậy đó. Nhưng mà một cái thời gian về về sau này đó thì tín đồ mượn là không có trả nữa à, cho nên nó là đã bị liếp miệng rồi. Con nghe chín ơi, con đang xuống này chín. Rồi tới chín đang ở bên cái gì dù đại dù phải không? Con tiên phải không? Rồi tới nè. Tiếp tục sắp tới rồi ha quý vị. Phái đoàn à. Phái đoàn đã điện rồi ha. Thì cái câu chuyện cũng nghe mang máng. Ừ. Còn nghe mấy người xưa kể mà. Nghe kể vậy đó bạn. Vậy cho Phú nhắc là mới nhớ đó. Ừ. Tại vì nói chung là xăm cái hầm chén này là cũng nghe nhiều người chuyện lại nhưng mà cũng có khi sơ sót. Đúng rồi. Nhưng mà đúng. Bạn biết không, Đức Phật Chùm á còn có tên gọi đó là cũng như là thầy ông Đạo Đèn. Đúng rồi, Đạo Đèn. Thì tại sao gọi là Đạo Đèn? Khi ngài cũng dẫn tín đồ vậy đó, đi lên núi thì cũng đi vô trong, mà tôi nghĩ nghe trong lòng núi này chắc cũng có điều kiện quyền di. Tại vì ông Tổ Ma A đó, ông đi vô ruột núi ông thấy đó. Thì ở trong đó đó, độ chắc có đèn cày ở trong người ta thắp á. Cho nên á mỗi lần á là Đức Phật Chùm á ngài đi đó là về á là kêu bằng sáp đèn cày mà giác không nổi đó. À, đó mới lạ đó. Dùng cái đó chị Bình đó. Chứ tôi hỏi bạn nè, bây giờ nè mình đi lên trên núi gì nè, người ta thắp đèn cày nhóc chân nhưng mà tìm đèn cày đâu mà ra nhiều dữ vậy, mà thời xưa mà ở đâu mà đèn cày dữ vậy, phải không? Đó là cái quyền di mà các chư thần cho, nói chung là có một người đứng ra cú văn độ thế đó. Đúng rồi, thì thay các chư thần mới cùng nhau mà hợp lực để ra sức để mà cứu bệnh đó. Bởi vậy thì ông Phật Chùm nó cũng dùng đèn cày với sáp trị bệnh. Thì có thêm bị danh Long Đạo Đèn. Đạo Đèn. Ông thầy thì ông sáp đèn để trị bệnh đó. Ừ, thì sáp đèn đó, Đạo Đèn đó. Sáp đèn cày để mà đốt lên hử mùi không à. Lạ quá hay quý vị. Đúng là câu chuyện ở vùng bảy núi rất là nhiều câu chuyện lạ quyền bí. Kìa hồi luôn. Đây nè bạn, tới đây là thấy có một tảng đá này lạ quá ta. Đúng rồi, tự nhiên có hai cái hông nữa đó, có bay á. Lạ quá. Ồ, bởi vậy mình đi hoài, gặp chuyện lạ hoài, mắc quay hoài hết quý vị. Bây giờ thì Châu Phú sẽ tắt máy nha quý vị. Qua bên kia thấy có chuyện gì lạ nữa quay gửi tới quý vị nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể cô chú chư quý đồng đạo và đệ phú có mặt hôm nay. Hôm nay chúng ta hội đủ duyên lành để trở về núi Phụng Hoàng Sơn, gọi là núi Cô Tô. Giờ đây chúng ta để nguyện trước ngôi thờ Cửu Huyền để chúng ta làm lễ, để dâng cúng các vật thực. Giờ cúng nguyện đã đến, thỉnh toàn thể thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh. Và thỉnh toàn thể, trước mặt chúng ta là ngôi Cửu Huyền trăm họ, thỉnh toàn thể đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh quay sau. Và đồng xá ba xá. Và thỉnh xây về hướng bên trái, xá ba xá. Và hướng về phía sau đồng xá ba xá. Trở về ngôi Cửu Huyền đồng xá ba xá, kính thỉnh có vị trí đồng quỳ và chắp tay về hướng lên trán thành tâm nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay vào ngày 18, ngày 20 tháng 7, nay phái đoàn An Giang chúng con về núi Phụng Hoàng Sơn, gọi là núi Cô Tô. Giờ đây chúng con nguyện trước ngôi thờ Cửu Huyền, chúng con nguyện cầu Cửu Huyền thất tổ chăm họ về cảm ứng chứng minh và dùng các đồ chúng con dâng cúng. Nam mô A Di Đà Phật. Và thỉnh đứng lên và xá và gom hương để dâng lên
ngôi của quyền. Thuộc bài đọc nửa bài được không? Để đọc nửa bài, tôi đọc nửa bài, cắm sâu xuống cơ để gió nó thổi lạnh. Cưng đọc nửa bài, đọc nửa bài được không? Cuối đầu 20 câu á. Giờ đây thỉnh toàn thể chư quý vị dân hương đã xong, thỉnh xá một xá chắp tay vào ngực. Chúng tôi xin thành lòng nhắc lại bài 20 câu trước ngôi thờ của quyền. Xin quý vị đọc hồng theo. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cửu quyền thất tổ. Ngọ đáp ơn báo bổ sanh thành. Nay con quy Phật tu hành, cứu quyền thất tổ lòng thành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác đại mơ mang, hiếu chung con giữ vẹn toàn, từ dài chẳng dám lăn loạn như xưa. Sao hôn đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa cõi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ giáng sanh liền đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả dòng dòng giải thoát luân nghi trầm. Rồi đem đạo pháp quyền tâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật cảnh chẳng liên trần. Áo anh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam mô Di Đà Phật. Thỉnh xá một xá chắp tay ngược đọc tiếp. Cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn. Rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn vững bền cõi tu. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh quỳ xuống đồng lễ lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Thưa đủ bốn lại, thỉnh đứng lên đồng xá ba xá thẳng. Nam mô A Di Đà Phật. Và thỉnh xe ra phía sau ngôi thờ Ngọc Hoàng và Đức Phật. Thỉnh xá đứng tại chỗ xá. Còn mưa không mấy mình xúm vô phía trước đi, không sao ha. Rồi giờ thỉnh xá ba xá thỉnh đồng quỳ. Xích lại phía trước này, không cúng của quyền xong mưa luôn ha. Dạ. Mưa chứ này là hết bệnh luôn đó nha bà con. Và thỉnh chắp tay anh chán đồng nguyện.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay chúng con về dò hỏi núi Phụng Hoàng, chúng con thành tâm cầu an cho bá tánh, nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật, quay linh Phật Tổ Phật Thầy, các chư vị ở dò hỏi này, mở lượng ban phước xuống cho phong điều võ thận, quốc thái dân an, bá tánh bốn phan tiêu tai tịnh sự, an cư thái bình. Đức Tôn Sư sớm trở lại, gia trung cứu nước cứu dân, chấn hưng Phật Pháp và phổ nguyện cho âm siêu dương thế, lưỡng lộ tồn vong giai cộng thành Phật Đạo. Riêng phái đoàn chúng con có mặt hôm nay, khi đi cũng như khi về, đều giải hết quả căn, tiêu tan chướng nghiệp, phát bồ đề tâm, phát tài phát lộc, tu hành tinh tấn trên hòa dưới thận cho đến ngày thành công viên mãn. Đồng lễ lại, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thỉnh đứng lên và đồng xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh xây dựng ngôi của quyền, đồng làm lễ tất ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Và thỉnh quay sau hướng về các ngôi thờ ở nơi đây, đồng xá ba xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cúng đã xong, ai có nguyện giá thêm gì thì nguyện. Wow, mưa tới luôn ha, vui ha bà con. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, khi mà cúng xong thì mưa tới luôn ha. À, may mắn quá. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật ha. Đây, kính thưa quý vị, thì giây phút đó cũng là bất ngờ quý vị. Khi mà đoàn cúng rồi đó là trời mưa lớn kéo tới liền ha. Bây giờ ngồi ngay đây rồi thỉnh lộc của ông Hổ, thỉnh lộc của Cửu Quyền rồi ăn luôn nè quý vị. Vui quá. À, của ông bà ha. Đây. Thấy thấy ơn trên độ ha anh. Ở trên độ đó chứ, hồi nãy mình đang cúng mà mưa gì ra cúng. Chạy hết rồi nó cúng. Phải vậy. Vừa cúng xong chân thì ông trời cũng độ mình, giờ mình chứ. Phải vậy. Trời ơi, chị áo vàng này ăn, ngồi ăn ngoài mưa luôn, ngon quá quý vị ơi. Rồi, ăn bên kia ra nè, ăn rồi, bên này còn nữa nè. Chúc quý vị xem gái, đôi còn vui con đang làm nhà hạnh phúc. Kính thưa quý cô chú anh chị, chỉ có là mưa ở núi Cô Tô, bên kia nắng nè. Ha. Thôi. Kìa. Trời, nghe chăng? Kìa, đằng kia nắng nè. Nè nắng nè. Đó. Đã ha. Đó này đó nắng đó, còn ruộng lúa còn vàng que luôn đó. Đó đây mưa tối. Đây thì mưa tối hụ nè, bây giờ mây đen kéo tới nè quý vị. Đó, bắt đầu mây đen kéo tới rồi kìa. Đó, mây chặn. Mây chặn xuống luôn rồi. Hết thấy ruộng bên kia luôn quý vị. Cầm của mình luôn rồi đó. Kéo rồi, hết chặn luôn rồi đó. Cái này cũng như là cái dù che rồi đó. Ờ, cái dù che. Chụm lại luôn rồi đó. Chụm luôn rồi đó, cái dù che chụm rồi đó. Đúng rồi, chụm á, chỉ từ cái núi này nè, nó nhỏ này ập lại thôi, bên kia còn nắng đó. Bởi vậy, bao chụm đó, mây không có chụm. Rửa thằng bé mình quạt mình được vòng trong che dừa được vòng trong rồi nghe dụ rồi. À, kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ đây là đường nội bộ của núi Cô Tô nha quý vị. Châu Phú đang đi với Chính, với Út, với Đại Dương, với cả đoàn luôn quý vị. Đi xuống ha. Đây. Những một trận mưa vừa qua thì những con suối chảy gầm gì ha, chảy ào ào như là tiếng mưa kéo tới nữa vậy ta. Ở bên kia kìa, suối lớn quá kìa nè. Nè Đại Dương,
đây có con sú lớn hả? Đây nè 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 nè, suối bên đây lớn lắm nè, đây vô xuống tắm suối bà con ơi. Nè nè quý vị ha. Đây nãy Châu Phú mới gặp là có một, đây có một chú gích đó nha, để dương mình đi đây mình cẩn thận nha. Thường mưa là mấy chú hay bò ra lắm. Đi đó chưa nè. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ là Châu Phú đã gặp một con suối ha. Khi mà mình đi xuống Săn Tiên á, là một con suối nè, rất là lớn nha. Đây ý mà một trận mưa thôi đó nha bạn, khi mà gặp hai ba trận nữa là dữ lắm luôn á. Đẹp ha, đại dương ha, giống mì gan như là đường tăng đi Thỉnh Kinh ha. Đây tiếp tục luôn bạn ơi, thì gặp một con suối luôn quý vị. Tiếp tục thì mình sẽ đi tìm hầm chén. Đúng rồi. Đây đại dương khát nước hả đại dương? Không, đá luôn ha. Hấp dẫn ha. Đúng rồi. Tử tế quá ha. Đây, tiếp tục luôn. Đúng rồi, đem nước lên đây có mắc lắm chứ. Bình lọc thì nó quá dễ, đá là mắc nhỏ lắm. Tiếp tục luôn. Nãy mình tìm con suối, ai về đi ngang con suối đâu nè đại dân. Đây à, đúng rồi. À, cái ống người dân dẫn nước nha quý vị, nhìn thấy tưởng đâu rắn đâu mà ha, mình chắc ra là cái ống nha, cái ống chứ không phải rắn nha quý vị. Rồi lặn mất tiêu luôn rồi. Tiếp tục luôn. Thì kính thưa quý vị, do là trời mưa, cái đúng lý ra là giờ này bà con đi đông lắm á, sẽ đi ngang con suối tắt ngang luôn ha. Đây rồi. Thì quý cô chú về thì đây thì có đủ thứ trái cây nha quý vị. Chào chú Anh. Chào. Tiếp tục luôn. Đây bên đây là đường xe chạy nha quý vị. Đây còn bên đây là có một đường để đi bộ tắt qua Săn Tiên, có một cái ao sen bông súng ha. Ao bông súng, tưởng đâu ao sen không à. Đúng rồi, ở trên núi là thường thường dùng nguồn nước này nè để vô suối nè, để giặt đồ miễn phí. Dạ dữ lắm luôn rồi, quá luôn rồi ha chị Quỳnh. Dạ. Rồi tới luôn rồi hả bà con. Bà con ơi, nè 1, 2, 3 núi Cô Tô nè, điếm nè, nghe điếm nè, điếm nè cho điều nha. 1, 2, 3 núi Cô Tô. Đây nè nè nè, điếm điếm 1, 2, 3 Nam Mô Di Đà Phật cho lớn lên nha. 1, 2, 3 cho điều cái nữa coi, chưa có điều. Dạ rồi tiếp tục luôn ha. Chưa gì cho nghe, thằng này đi lại ha. Tàn ơi con nè quý vị ơi. Rồi rồi khoan nha, khoan để Châu Phú đi nha. Khoan nha, bây giờ làm lại nè. Châu Phú điểm 1, 2, 3 thì bà con nói núi Cô Tô chậm thôi mà nói lớn lên nha.
1, 2, 3. Núi Cô Tô. Đây là suối Cô Tô 1, 2, 3 luôn. Suối Cô Tô. Vâng, và kính thưa quý cô chú chị trở về Cô Tô quý vị. Thì bây giờ là đi qua con súng nha quý cô chú anh chị. Đây, trở về Săn Tiên. Có chuẩn bị cho dép nha bà con. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con nhớ niệm Phật nha. Dạ. Quá luôn rồi, quá luôn rồi, quá luôn rồi. Đây nè quý vị ha. Giao thông báo lên đi cẩn thận. Đây bà con đi cẩn thận nha, nước chảy mạnh lắm nha. Đây nè. Quá luôn rồi quý vị ơi. Đây nè. Đây. Đi coi nè quý vị. Nước chảy mạnh nha. Đây nè quý vị nha. Đây là cuộc hành trình đi tìm nơi mà hầm chén quý vị. Thì bà con cực khổ đi ha, gặp chặng mưa gió. Dạ quý vị. Đây các cháu thích quá nè quý vị. Đây. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây các cụ ha. Quá luôn rồi. Rồi kính thưa quý cô chú anh chị. Đoàn người lên xuống. À. Đây. Cháu thích quá nè quý vị. Đây. Bây giờ Châu Phú đang ở núi Cô Tô, đang đường đi qua hầm chén nha quý cô chú anh chị. Quá đông luôn rồi. Quá đông rồi quý cô chú anh chị ơi. À, trong tháng 7 này bà con trở về núi Cô Tô mấy đông vậy nha quý vị. À, người thì đi hầm chén, còn người thì đi suối vàng, còn có bà con thì đi trở về là Săn Tiên vân vân. Thì hôm nay Châu Phú tiếp tục chặng đường trở về Săn Tiên nơi hầm chén mà ngày xưa Đức Phật Trùm cùng với Đức Bổn Sư đã mượn những chén đó để đãi cho bà con quý vị. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chú anh chị thì hiện giờ Châu Phú đã trở về núi Cô Tô quý vị nha. Hiện giờ một trận mưa mà nước đó là ngập như thế này nè quý vị. Đây quý vị. Tràn lên đường luôn nha. Đây. Quá loài nhiều hứng quá quý vị ơi. Giờ Châu Phú tiếp tục mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Đây nhớ niệm Phật nè quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Và đây là đường đi về Săn Tiên nha quý vị. Đường này là đi về hầm chén của ông Đạo Đèn, còn gọi là Đức Phật Trùm đã mượn những chén dĩa hồi xưa, ít chén dĩa quý vị ha, cho nên đó là ngài sai tín đồ của ngài đi theo con đường này. Và tín đồ của ngài á, khi mà đi đó quý vị cũng vẽ nè, làm dấu giống như gan vậy nè quý vị ha, để mà mình đi á, là không có lạc đường. Khi mà làm dấu rồi đó thì á, là ngài kêu đem trả đó, thì đi lại thì không có biết cái hầm chén nơi nào quý vị đó, bắt buộc phải gánh về. Thì sau khi á, mà gánh về ngài dẫn đi trả mới được. Và đặc biệt á, là Đức Phật Trùm cũng đi về núi để mà tìm những cái sáp đèn cầy để về giúp bệnh cho bà con. Thì khi mà
quý cô chú anh chị thấy đó, ở trên núi này đâu có hồi xưa đâu có thắp đèn cầy nhiều quý vị, nhưng mà khi ngài đi rồi đó là về á là giác đó là không có nổi luôn đó quý vị đó, cho nên là đoàn quyết định tìm đến Săn Tiên để tìm cái nơi hầm chén nha quý cô chú anh chị. Đây ơi, thấy thấy chú vịt dễ thương, trên núi có vịt nữa tàn. Hai chú vịt dễ thương quá. Chào. Đây. Đây tiếp tục luôn, ở đây là chào chào cô ha, đây là Săn Tiên hả cô? Ừ, đây Săn Tiên. Phải không? Phải không? Phải không? Ở đây phải Săn Tiên không mấy cô? Ở dưới kia hả? Ở đây là cái chùa ở đây chùa ha. À, nhưng mà có cô Tiên nè. Hoàng hậu Ma Gia. Đây đây Hoàng hậu Ma Gia nha quý vị. Hạ sinh thái tử nè. Đây. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, đây là một ngôi chùa cổ nha quý vị. À, những cây cột xưa nè quý vị. Đúc cái này chắc bằng tay quý vị. Ha. À, bây giờ bà con trùng tu lại trên bằng sắt nè quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, tiếp tục luôn cho phú mời quý vị và các bạn sẽ đến Săn Tiên nhé. À, chú làm ơn cho hỏi Săn Tiên ngay đâu chú? Dạ. Ở dưới đó là Săn Tiên hả? À, chú biết cái chỗ hầm chén không? Ngay chặn đó luôn hả? Dạ. Rồi, rồi bây giờ bữa nay con tính đi mượn chén có không? Bây giờ mình đi mua đi. Mua đã xài đi. Rồi cảm ơn nghe, chúc sức khỏe nha. Kính thưa quý vị, bây giờ thì tới đây là ngôi của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nha quý vị. Như là Phật. Rồi tiếp tục nữa thì mình kính lễ xong đó quý vị, thì mình sẽ đi xuống dưới Săn Tiên nha. Đây có duyên gặp đoàn đó hoài ha. Dạ yeah. Chào chào chú Quýnh nha. Hey, yeah. Tiếp tục. Hai con chào chú. Chú làm ơn cho con hỏi hàm chén nằm đâu chú? Không biết vậy hả? Chưa biết hả? Cũng ở xứ xa chú đó. Dạ 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 cảm ơn chú nha. Đây là Săn Tiên nha quý vị. À thì ra là Săn Tiên rộng rãi như thế này ha. Và bây giờ bà con á là có che lên một cái nơi để thờ cúng cha trời mẹ đất nè quý vị ha. Rồi bắt đầu đoàn chuẩn bị bản áo lễ nha. Săn Tiên đây hả cô? À, Săn Tiên. Nhưng mà cái chỗ hầm chén ở đâu cô biết không? Nghe ta chỉ chỗ này chứ còn mình không biết sự tích sao. Nhắc lại đi, hầm chén ở đâu quên nè. Hầm chén ở đây hả? À, phải hầm chén. Nhờ để Phú nhắc lại. Coi coi, hỏi thăm coi nghe cô chú chỉ xuống đây nè. Có hầm chén nghe nói bị clip lại rồi. Hả? Nghe nói gõ, trên này có cục đá này gõ nữa nè. Ừ. Mình gõ thử rồi chứ không biết. Ông kì 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 cục đá kìa, có hai ba cục sẵn kìa. Dạ. Ai kêu? Ở đâu đâu? Không biết chỗ nào đây luôn ta. Ở trong này. Coi chừng chạy chỗ này. Bên này ô bên này nào kêu không? Đó. Giờ đóng cửa rồi. Lạ ta, không biết hầm chén nằm nơi nào ha. Nè nè, chỗ này hay gì nè. Chỗ không xuống. Nhiêu ạ? À chỗ này. Đó nó nhỏ mà khó không nghe đó. Mô Di Đà Phật. Hình như không phải đây chú ơi. Rõ sao lò chén ra tùm lum chú. Thôi xuống đây đi.
đi đi mời xuống cúng ha, mình hỏi thăm đồng đạo, hỏi thăm bà con tiếp tục nha. Kìa dưới đây nè, giống như có đắp giá nè, có bàn chân tiên không quý vị? À, bàn chân tiên dưới đây ha. Đây, đây kìa, chỗ đó thấy giống có đắp lại đó. Cúng ở đâu cũng được chân con nha. Đây nè, nghe quý cô chú chỉ là đâu ở đây nè, cái hầm chén hai ông cầm ống mì chô á, hầm gì này hả? Không lẽ trên đó, chắc là chỗ đó ha. Có lẽ cái hầm chén nhỏ xíu nha, chén bự gì nè. Đằng nữa mà chứa đồng đạo mới hết, chứ ăn mới thủy, chứ không để một hai cái là dành kịp sao. Chén bự lắm mà. Đó đó. Cái miệng chỗ là cái nắp, cái miệng đó. Vậy đó hả? Kính mời quý vị, thời gian vậy là cũng còn ngắn. Lúc này là 2 giờ mấy 3 giờ rồi. Bây giờ mình tụ trở về đây để mình làm lễ, mình cầu an cho bá tánh đi, rồi mình còn đi qua bên điện Năm Căn và xuống hang khổ nữa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo có mặt hôm nay là ở đây là tại Sơn Tiên, núi Cô Tô gọi là núi Phụng Hoàng Sơn. Vì giờ đây chúng ta làm lễ để cầu an bá tánh vạn dân. Đến giờ cầu an thỉnh toàn thể thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, buông xả hết muôn duyên trở về với chánh niệm. Thứ bảy chánh niệm vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Vậy đến giờ thỉnh toàn thể, trước mặt chúng ta là chánh điện, thỉnh toàn thể hướng về chánh điện đồng xá ba xá. Và thỉnh xây sao lưng xá bốn hướng đồng xá ba xá. Và xây hướng bên trái xá ba xá. Và trở về phía sau xá ba xá. Và trở về chánh điện. Chúng ta xá chắp tay lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ơn chứng minh. Hôm nay chúng con lên núi Phụng Hoàng Sơn và đây tại điện Sơn Tiên, chúng con làm lễ cầu an bá tánh, nguyện cầu ơn trên mọi phương chư Phật, Quang Linh, Phật Tổ Phật Thầy và các chư vị ở Sơn Tiên nơi đây đều ban phước xuống cho phong điều võ thuận, quốc thái dân an, bá tánh bốn phương tiêu tai tịnh sự, an cư thái bình. Đức Tôn Sư chúng con sớm trở lại gia chung cứu nước cứu dân, chấn hưng Phật Pháp và phổ nguyện âm siêu dương thế, lưỡng lộ toàn dân giai cộng thành Phật Đạo. Kiên phái đoàn chúng con khi đi cũng như khi về đều được mạnh khỏe, mạnh giỏi bình yên, tai qua nạn khỏi. Đi chuyến này về đều được phát tâm, phát bồ đề, tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Vì trời mưa chúng ta quỳ không được thì đứng tại chỗ xá, bốn xá thay vì bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ thưa bốn lại đủ, thỉnh xá tam niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, phần cầu an đến đây đã xong. Thỉnh toàn thể chúng ta đi lại chỗ cái hầm chén đó, cho đại cho phú chỉ cho chúng ta. Quý vị nào chưa biết đó để hiểu đi tới đó để cho biết. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú, con được nghe câu chuyện kể rằng
tại sao gọi là núi Phụng Hoàng Sơn quý vị? Thì khi mà Đức Phật thầy Tây An đó ngày xưa đâu có định vị đâu quý cô chú anh chị. Thì ngài là Phật mà, ngài biết được là ngọn núi này đó có cái hình giống như là chú chim Phụng Hoàng vậy đó quý vị. Cho nên ngài đã đặt là Phụng Hoàng Sơn. Và thường thường á quý cô chú anh chị là săn tiên là thường thường cô tiên phải không? Nghe cũng tuyên truyền rằng bà con kể rằng ngày xưa đó là có tiên thường hay về đây ngự quý cô chú anh chị. Và ngọn núi này đó thì giống như cái hình của cái tô mà úp ngược cái đó quý cô chú anh chị. Thì cho nên á là bà con gọi là núi Cô Tô quý vị ha. Cô Tô, tô úp ngược đó quý vị. Và tiếp tục nữa thì Hàm Chán thì hiện giờ rất là lâu rồi. Bà con chỉ là tại đây là Hàm Chán hiện giờ được đá phủ lại, liếp lại nè quý vị. Đây đây để nè. Đó 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 ngày điểm ha. Dạ dạ dạ. Đây là bạn Dương ha, đồng đạo Dương. Hai chào bạn nha. Nãy giờ á là mình cũng là thấy trên kia có để là một cái ngôi thờ chảnh đó bạn. Mình cũng ngỡ đó là Hàm Chán nhưng mà không biết đúng hay không. Và bây giờ mình gõ mình thám hiểm thì mình cảm nhận ngay chăng đây là có tiếng kêu khác phải không bạn? Ha, phía trong đó bọng ha. Bạn có nghe kể về câu chuyện Hàm Chán không? Vậy đó ha. Thích gõ bài. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Sâu quá chứ không phải là bọng mà nó hơi hơi là nó bọng khác, nó tiếng kêu kêu khác. Cái vô gõ mà bọng nó nhẹ nhẹ vậy nè. Thấy không? Đây nè. Thấy không? Đúng rồi, cái tiếng nó vang hơi xa, hơi sâu. Rồi, cũng đặc biệt ha. Đặc biệt. Rồi, cảm ơn bạn Dương ha, cảm ơn quý cô chú anh chị nha. Bây giờ mình đã đi qua điện Năm Căn rồi ha, ông Thổ. Vậy ha, Quỳnh. Điện Năm Căn. Vô trong đó là 5 người căn hay sao anh? Điện Năm Căn là trong cái điện nó có ngăn 5 cái điện. Ngăn ra 5 cái điện gọi là điện Năm Căn. Rồi và kế đó thì hang ông Thổ. Bên tay trái thì hang ông May gọi là ông Dài đó. Ghê ta. Dạ. Xuống xuống đó là hồi xưa cô kể đó là. Dạ. Hồi xưa cái cô kể đó ha. Là cổ mua mấy ký thịt đó để đó cúng xong rồi là sáng đó để ngay miệng hang. Ghê ta. Dạ, đặc biệt ha. Vậy là có dấu tích luôn ha. Dạ, có cô ba ở tại đó, ở mấy chục năm. Dạ, cảm ơn anh ha. Đây bạn gà chăn tiên hay gì vậy cô? Đâu đâu đâu. Bàn chân tiên dưới đây có nữa hả? Xuống đây là thử hài đây. Thử hài nè, hài đây nè. Kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà quý vị về là săn tiên thì có bàn chân tiên nha quý vị. Nếu mà huynh đệ nào mà muốn xuống đây để thử thì phải đi xuống cái dốc này nè, phía bên đó có bước bước gạch đi xuống đó huynh kìa. Có làm đường xuống đó. Kìa. Rồi cái này giống như cái đôi hài. Giống như là cái đôi hài đó dép đó quý vị. Cái bàn chân bước nè. Đây này này rất là đặc biệt nha. Đây nè nè nè. Lạ ta. Đây nè quý vị. Cái dấu đi xuống luôn nè. Giống như đôi hài của tiên á bạn. Nè, đôi hài của tiên. Bước lên. Bước còn nghe nó đâu có bước nữa, không biết đâu. Có chừng chợt bạn. Chợt nha. Chợt quý vị, đường này đi bên đây nó khó chút xíu nữa mình sẽ đi lên đường kia nha quý vị. Cái này giống như một cái đôi hài nha quý vị. Mà đây bước qua đó chừng. Cái chân nè, cái chân nè. Trái chứ. Đây nè, nè, hài nè. Chân trái mà bước ở đâu hướng về. Đúng rồi, đúng rồi. Núi Cấm mình. Cái này hướng về núi bên kia núi Cấm à, núi về Vạn Liên ta. Núi về Vạn Liên. Núi về Vạn Liên ha. Nè, cậu cứ chân kìa, ông vô ông ấy cái tay ông đo thử coi. 1 2 3 4 5 5 còn hơi nửa gan nữa. Trời. 5 gan mấy? Khủng luôn á. 5 gan mấy? Thì ngang thì có 1 cân cân rưỡi à. Đó hài khủng nha quý vị. Rồi. Rất là đặc biệt, đôi hài á là gần bằng á là Đại Dương luôn. Đại Dương ngồi nhỏ hơn đôi hài nữa tàn. Nè 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 đi đường bên đây nè chú. Kìa kìa bên đây nè, đi đường bên đây nè. Dạ. Dạ. Ồ rồi hay ha. Êm quá ha. Rồi tiếp tục luôn. Đây Châu Phú xin là đo nhẹ cái quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
đây nè quý vị. Đôi dép của mình có lớn nè quý vị ha. Nam mô Di Đà Phật. Rồi tiếp tục luôn bạn ơi, lên rồi huynh đệ mình lên ha. Đây lên rồi, cảm ơn luôn, cảm ơn chú huynh luôn. Chắc là bước qua bên núi dài Vạn Liên mệt quá. Không biết núi dài Vạn Liên hay núi Cấm nữa, bây giờ khuất hết trơn rồi. Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp tục qua điện Năm Căn nha quý vị. Dạ. Đây quá vui luôn rồi. Lần đầu tiên mới đi bộ nha quý vị ha. Đây đây. Sao mà bạn ở đây sao bạn? Có khả năng ở đây là hầm tráng nè, mới có để lư hương nè. Nghi ở đây nè. Ở đây đó, cũng phải hai chỗ. Đúng, sợ đi thông ra. Ha, bởi vì mới có để lư hương nè. Cái hầm tráng này bị lép rồi nè quý vị ha. Ở đây khác nè phải không? Đâu bạn gõ rồi. Khác nè. Ờ. Đi vô sâu trong nè. 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 Ngoài nè. Bãi đá luôn nè. Rồi, vậy đi bạn ơi. Đi tiếp tục luôn. Kính thưa quý vị đang phân vân. Không biết đây có phải hầm chén không? Có lư hương cũ còn đây nè quý vị. Nè. Lư hương cũ còn đóng đây nè bạn. Nghi á cái này là đi nghi đồng đạo ta biết được á. Ta mới gắn lư hương ha. Tiếp tục luôn quý vị ơi. Đây đây những cái lớp đá nè, lớp đá liếp hầm chén còn nữa nè, nè nè nè, thấy không? Ha. Đúng rồi đó, đúng rồi ha. Ha, chào cô. Cô cảm nhận như thế nào hầm chén ở dưới ở trên này cô, theo mà cô cảm nhận á? Út cảm nhận được là Út dự định là chỗ này chứ không phải ở dưới đó. Còn nhưng cũng có dưới, bởi là cái báo vật là như là giả tỷ như chỗ mà đựng nồi chách hay là chỗ đựng chén bát. Đúng à, nó vậy. Có thể hoặc là nó đi thông mạch. Dạ, đi thông nhau. Ha. Như là Út dự định là chỗ này như là cái cửa chỗ học. Dạ. Út ơi, Út làm anh cho hỏi á, khi mà Út về núi Cô Tô nè, về vùng bảy núi đó, có khi nào mà Út đi hành hương hồi 16 tuổi tới giờ phải không? Có khi nào mà Út gặp rắn không? Rắn bự đó. Nói chung là khoảng cỡ chừng 3 năm nay thì Út có đi có gặp, như thấy ổng bò đi ngang vậy thôi. Dạ, bự không nghe Út. Thì Út lúc đó Út nhìn thấy thì cỡ như bắp chuối mình vậy đó. Bắp chuối hả? Dạ, như Út đi qua ba người đi tới trước dạ. Thì thấy ổng bò ngang, nghe xào xào lá vậy đó. Thì bò vừa ngang Út đứng lại. Bự bằng bắp chuối. À, mà ổng lúc đó là mình sợ ngang. Mình đứng lại hay sao? Mình đứng lại cho ổng bò ngang thôi. Dạ, vẫn bình thường. Là núi nào? Sự thật là cái núi này, nhưng mà cái đoạn thì Út nhớ không quên, không có nhớ. Núi Cô Tô ha. Núi Cô Tô. À, là Út đi lúc đó là ba người hả? Đi đoạn đông nhưng mà Út đi trước á. Út với ai nhìn thấy? Nói chung là Út đi đó, ông xã Út với ông anh rể. Anh rể nữa. À. Ba người. À, cũng có nhân viên ha. Dạ, đi tới bà. Thì Út thấy nghe bò xào xào gì nè. Dạ. Rồi cái mới đứng sững lại về để cho ông bò qua. Cho ông bò qua ha. Rồi, rồi dạ. Đi cảm ơn Út nha. Thấy không quý vị? Đó là đi núi non là cũng có các ngày, nhưng mà đâu phải là ai có duyên là ai cũng gặp đâu. Người nào có duyên lắm mới gặp quý vị. Ha. Gặp rồi Út về nhà lo tu siết luôn hả Út? Cái đó thì mình lúc động đầu thì Út tu trước rồi. Dạ. Út phát tâm nay nói chung là thì mình không có tính là mình không có cái ai bao nhiêu năm. Dạ. Nhưng mà cái dự định mình có thể ít ít thôi, 10 năm thôi. Dạ. Giác ngộ. Vậy ha. Rồi nay thì tới trường gặp là mới khoảng chừng 3 năm nay. Dạ. Mới gặp ổng. Wow. Nhưng mà ổng còn ngang thôi chứ không có gì hết. Dạ. Mình chỉ đứng sợ đứng lại rồi để cho ổng đi ra. Dạ. Quá luôn. Quá luôn hay quý vị. Đây, tiếp tục luôn. Dạ, chứ mình ngộ được thì cũng kể như 10 năm thôi. Dạ. Trước thì mình cũng chưa có quyết tâm để ngộ để tu. Đoạn này sau này mình nghe được mấy cái đoạn giảng rồi đó, chứ mình nghe được đó mình phát tâm luôn. Dạ. Giờ như vậy đó, nhờ vậy đó mà ông bà đồ cũng độ ủng hộ cho mình được mạnh khỏe được cái ngày nay gì. Dạ đúng rồi. Cho nên cố gắng lên mình tu. Trước mình chưa ngộ thì mình cũng khổ. Dạ. Nhưng mình ngộ được mình tu được rồi thì cũng không có thấy gì khổ, để thấy khỏe hơn hồi trước nữa. Dạ em ha. À, cho nên giờ bà con anh chị đồ cũng gắng quyết tâm mình tu đi. Dạ. Có gì hoạt độ mình. Dạ. Mọi người nhớ anh chứ là gì đó. Thưa quý cô chú anh chị, thì đó là những lời của cô Út chia sẻ ha. Nói chung là
mình cũng gửi gắm xin khuyên cho anh chị đó, mẹ nước ngoài trong và ngoài nước cố gắng lên. Hồi trước mình khổ lắm luôn á. Dạ. Mình cũng cho nổi nhà cửa không có nữa, lành lẽ nữa. Dạ. Khổ cỡ đó nhưng mà quyết tâm được vào con đường này rồi không còn khổ nữa. Dạ. Mà gia đình mình được im ấm, mà chồng con mình cũng quầy đầu giác ngộ cũng tu luôn. Hey. Hồi trước ông nhậu là không say không về á. Dạ. Nhưng mà ông quầy đầu rồi ông bỏ cũng tu luôn tới giờ. Dạ. Gia đình mình cũng được mạnh khỏe, bằng ăn. Wow. Kìa. Thôi, muốn gì đâu Phật. Đây nè, có hình ông tượng kìa, có mắt luôn kìa. Nè nè, cầm giùm con cái con. Ha. Nè 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 nè, ông tượng nè. Ông tượng nè quý vị. Ha. Cái dòi xuống luôn nè. Ha, mắt luôn nè. Nè cái mình nè, mình lớn quá nè. Nè mình ông tượng nè quý vị. Trời ơi. Quá luôn rồi quý vị ơi. Đây may mắn ha, dòi ông tượng luôn ha. Đó. Rồi tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì tiếp tục chương trình là đây là điện 5 căn nha quý vị. Dạ. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Con chào các cô chú nha. Nam mô Di Đà Phật. Dạ con chào. Anh Nghĩa ơi, lúc nãy dạ chào anh. Lúc nãy anh đã có giới thiệu là điện 5 căn. Thì có 5 ngôi ha. Như thế nào á? 5 ngôi. Dạ. Cái đây là điện 5 căn. Dạ. Rồi bên tay mặt của ta mà mình cũng xong đây đi qua dưới hang với hang hổ. Dạ. Rồi qua bên tay trái này tới hang ông May là gọi ông dài đó. Mình dắt cho đồng đạo tới một hang đứng nhìn thôi chứ giờ không có thời gian để đi giếng. Dạ. Dạ, nó có đi giếng là qua hang hổ chung xuống chỗ của hang May đó. Hồ ghê vậy. Dạ. Gì đó. Rồi mời quý đồng đạo ha. Rồi mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cô ba anh chị chánh điện năm căn ở nơi đây. Và kính thưa toàn thể quý đồng đạo gần xa kính mến, hôm nay chúng ta hội đủ có nhân duyên lành để chúng ta đi núi Phụng Hoàng Sơn để tài tụ đi trong ngày hôm nay có nhân duyên rất là lớn. Giờ đây chúng ta tới điện năm căn để làm lễ cầu an cho bá tánh. Vì chúng con thay trong đoàn kính gửi đến cô ba được dồi dào sức khỏe và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn nha cô ba. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đến giờ cầu nguyện thỉnh toàn thể trước mặt chúng ta là chánh điện thỉnh xá ba xá và quay sau đồng xá ba xá và thỉnh trở lại chánh điện xá ba xá và kính thỉnh có phương tiện đồng quỳ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bài Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay phái đoàn An Giang chúng con đi tới điện Năm Căn để làm lễ cầu an bá tánh, nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật, các chư vị ở điện Năm Căn núi Phụng Hoàng Sơn này ban phước xuống cho phong điều võ thuận, quốc đới dân an, bá tánh bốn phương tiêu tai tịnh sự, an cư thái bình. Đức Tôn Sư chúng con sớm trở lại gia chung, cứu nước cứu dân, chấn hưng Phật Pháp và phổ nguyện cho âm siêu dương thái lượng lộ tồn dân gia cộng thành Phật đạo. Kiên phái đoàn chúng con khi đi cũng như khi về đều được mạnh khỏe và giải hết quả căn, tiêu trừ chướng nghiệp và phát bồ đề tâm tu hành tinh tấn đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh đứng lên và đồng xá thu hương thống nhất để dâng lên ngôi tam bảo. Từ gần xa, từ gần tỷ đến năm mươi ngõ hẻm, đến đây chú Bô Tô cũng Hoàng Sơn
qua có điều chi sơ sót, xin hoài quốc gia cho con cháu được liền lạc. Giờ đến năm mới này 2012 năm đáo lai lại ông lòng to đã cao con cháu được nhẹ nhàng. Cái tại sao nhờ trên Đức Phật A Di Đà ban cái lành từ nhà con cháu nội cho ngoại cho chắc cho biết cho tóc cái cố về đền ơn đáp nghĩa để cúng ngày hôm nay. Nhờ trên ban cũng lành thì tới nơi về tới nhà gì đạo được bình an mạnh giỏi đường đạo pháp tinh tấn tu hành để nối góp ông bà bảy đời tiếp tới đây. Xin nâng trên ban của lành các phần du di căn tổ cô lành cô liên cô cốt cô cốt cô đồng hộ cho nội cho ngoại cho chắc cho cốt cho cố có mượn xác về cứu độ cứu sanh. Nhờ trên ban của lành làm bệnh đâu thì hết đó mà nói đâu cũng đó nói âm tùng dương phục nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân toàn thể xá và buổi xuống đồng lễ lại theo tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Dạ thưa bốn đại đồng thịnh đứng lên đồng xá tam niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh toàn thể Phật an đến đây đã xong, giờ đây trở lại theo nghi thức. Thỉnh toàn thể hướng về chánh điện đồng xá ba xá và hướng về các ngôi thờ ở trong chánh điện đồng xá thống nhất ba xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung cầu an đến đây đã xong, thỉnh toàn thể đồng giải y chúng ta đi qua hang của âm hổ để giết. Đến đây cúng đại điện căn này khi về đến nhà thân xác tươi tốt mát mẻ như cái bông cái hoa. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi vào điện năm căn cúng rồi đó quý vị, thì đây là Châu Phú xin mời quý vị qua bên hang ông hổ và hang ông may nha quý vị. Phía bên tay phải của điện năm căn là hang ông hổ, mà cô ba ngày xưa là nếu mà có cúng thịt đó quý vị thì sẽ bị mắc miếng thịt đó quý vị ha. Cho nên là các ngài cúng ngữ ở đây ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xuống hang luôn ha. Dạ xuống hang. Vô qua một đổi là bốn lễ. Dạ xuống hang bọc qua ông mây luôn hả anh? Không, bây giờ xuống hang không có thời gian hết chứ. Rồi mà để Dương đâu rồi? Dương đó. Tiếp tục luôn nha quý vị. Đây là hang ông hổ nha, chư quý đồng đạo. Có hổ con, hổ mẹ gì mời về nha. Đoạn này cũng có hổ nghe, đoạn này có hổ cho quý biết mà. Cái thưa quý vị, trong đoạn đó quý vị, lúc trước đó thì Châu Phú thấy có một cô cái phần hổ về quý vị. Nhưng mà hôm nay thì không biết như thế nào nha. Dạ không biết hôm nay có phần hổ về không. Cô Út ơi, có phần hổ không về thăm huynh đệ cô Út? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây quý vị, đây hình ông hổ nha, hổ bạch nha quý vị. Đây tiếp tục đi xuống nha. Cầm đầu nha. Cầm đầu nha quý vị. Đây. Đây quý cô chú anh chị. Đây hình ông hổ nha quý cô chú anh chị. Hình ông hổ gì đâu Phật. Rồi mời cả đoàn cúng nha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là trong hang hổ nha quý vị. Mình chật chật đi ông hổ mới xuống ta thăm ông đông đông vui luôn, chắc chắn vui. Trong đó mình con cháu về chở về thăm ông vui lắm. Đây cô Út ơi. Còn hết còn hết xếp vô đây. Cô Út ơi. Nữa không? Con nhấp hết trơn. Chúng đây đứng nè. Đây đây đây. Em đây nè. Rồi quý cô chú anh chị ha, hôm nay mình đã đến hang của ông hổ. Ở đây là ông hổ tượng trưng cho các vị sơn thần quý vị.
Ai mỗi người một nén nhang ha. À, mời quý vị. Xá ba xá chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ơn chứng minh hôm nay phái đoàn của chúng con trở về đây, xin kính lễ quý ngài. Tại đây là hang ông hổ, xin kính trình với Ngũ Hổ Tướng Quân và đất đai Dương Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh. Cầu xin cho quốc thế dân an, mưa hòa gió thuận, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Cầu cho Dương Thạnh Âm Siêu, cầu cho Củ Quyền Thất Tổ, cầu cho Lịch Đại Song Thăng, cầu cho Chiến Sĩ Chẳng Dông, đồng bào tử nạn, thập loại nhị cô hồn, oan hồn, yểu tử, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị xá một xá. Thu Hương. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Thu Hương, Thu Hương ra đây. Sao được rồi, mình cứ đọc hay ghê luôn không? Có cắm rồi, rồi được rồi, cắm trước đi. Sao cắm sao? Đây là chính nào. Rồi mời quý cô chú anh chị xá bốn xá, tượng trưng cho bốn lại. Còn ai có chỗ quỳ thì lại bốn lại. Và Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị, đứng lên mình xá thẳng ba xá. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau khi cầu cúng xong mà quý cô chú anh chị có nguyện gì đó ha, có đau nhất gì thì cầu nguyện rồi xin miếng nước gụ của ông hổ đó mình vuốt ha. Dạ, hay là vuốt lưng ông hổ đó, tùy theo mỗi cô chú huynh đệ đứng ở hay vuốt tóc hay quý vị. Hôm nay thì ủa ta con nhớ hình như là cô Út có phần ông hổ đó ta. Đây cô Út này có phần hổ nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có áo khoác không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Okay. Chuẩn bị nha. Dạ. Mô A Di Đà Phật, tổng bằng Úc thôi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi có mẫu cổ vô anh. Dạ. Anh nào mẫu cổ vô đi. Vô đi mẫu cổ vô đi cái nhà ông nhà giúp mẫu rồi. Cái cổ con bị nó nặng nặng cái đầu nó đơ đơ cái cổ mình. Mạnh vô. Cái nghiệp nhiều lắm đó ông ôm gán một lột dục con cào con cấu bỏ bớt coi. Rồi về ăn chay đó. Về ăn chay niệm Phật cúng lại coi. Chồng cũng ăn chay đi chứ. Dạ. Thà gia. Gia đi qua hùng đó để bố. Nặng nặng cho đi thôi, cái căng 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 cái đầu xuống cổ. Dạ mặt tu mà. Ừ. Lần Phật thầy nói tu thì ở bên núi ông cấm, không tu thì qua bà Tổ Ôm. Dạ. Yeah. Chia ra. Chia em giới ra. Ngoài đây. Dạ, tu qua đây nha. Dạ. Thì
Thì kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là cái phần này giống như là chắc là cái cốt đó gì. Cô chắc ngày xưa cũng là làm hổ, có tu chuyển kiếp thành người quý vị ha. Tại vì tu chưa cao, nếu mà tu cao thì thành các vị sơn thần giữ núi. À, chuyển kiếp thành người thì bây giờ là khi mà đến đây gặp phần hổ thì là vô lạ gì đó. Nam mô A Di Đà Phật. Đây. Đây là tín ngưỡng dân gian nha quý vị. Tín ngưỡng dân gian chuyện lạ thôi. Chút vàng của con cho hết đây. Cúng vài cái cho dân đi. Cái dài con coi với cái đầu. Cái dài cứng xuống bàn tay nè. Thuốc hai rượu. Ông nói gì đó, ông nói mình không biết được. Kệ okay, giúp đi ông ơi. Ôi trời. Nó bà con làm gì đó, con làm gì quay quay gì biết đó hả? Hay à, tôi không biết rồi. Con làm dịch quay hay quay? Vâng, và kính thưa quý vị, do là ở trong ông hổ thì có phần hổ về quý vị, cho nên đó là Châu Phú quay chỉ là một đoạn ngắn thôi ha. Đưa lên đó thì gia đình mắc cỡ quý vị, cho nên đó là Châu Phú xin cắt cái đoạn đó. Xin chúc quý vị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Kính thưa quý vị, câu ca dao có cho biết là mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa đạo như con một nhà. Giờ đây chúng ta đi núi từ sáng đến giờ, giờ đây đã là sửa soạn chúng ta chia tay. Thì anh của chúng tôi đó là anh Trung đó, có tặng với cô bác một món quà để khi về nhà đó mình nhắc lại hôm nay mình đi có đồng đạo Trung, đồng đạo Nghĩa, đồng đạo Phú đồ quay phim rồi ca để tặng cái món quà tinh thần cho cô bác khi về nhà nó nằm buồn buồn nó nhớ lại ha. Đừng cười mình ơn nha, ở trong gia đình cái nói mận đi cái này về cười mình ơn nữa. Giờ đây kính mời chư quý đồng đạo lặng tâm theo dõi qua bài Dạo Miền Bãi Núi, đồng đạo Chung và đồng đạo Nghĩa thực hiện. Kính mời ủng hộ một tràng pháo tay. Giờ đây kính mời và kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin ca để bạn con được cụ dạo miền ở bãi núi. Nhìn bãi núi lạnh lùng nơi biên ai, dòng An Giang nước dài cuồn màu.
nhớ thọ sư con thọ giáo cùng thầy. Đây án tử còn đây mà bóng thầy đã dâng. Lần đầu tiên thầy dắt con đi ngao du dạo miền bãi núi, con vội vã quay nghiêm vì môn đạo. Đi đến núi to con thấy cảnh đẹp tuyệt vời, nhớ những ngày tương trao dưa muối, sao chữ Di Đà thầy chỉ dạy chúng con. Ơn của thầy sao nặng tựa bằng non, ngày nắng đêm sương không ngại vì đường lấy thứ. Bước chân đi công kề tấm thân già yếu, quyết dìu dắt chúng sanh đi tìm đường chân lý. Gió còn nhẹ đưa trời buồn mang má, đi đến núi ông con ngồi nghỉ ở bên đường. Cảnh đẹp ở đây sao đẹp lá hương, lời thầy dặn rõ ở đây có nhiều phú dự, nó trong những người hiền đức mà thôi. Thầy dạy con ráng làm lành lãnh dự, cần nguyện đêm ngày cho non nước được bình yên. Khi nhớ đến thầy mà con rưng rưng nước mắt, và tiếng chuông chùa nghe vắng vẳng ở bên tai. Buồn đã mất nghe cõi lòng gai, thầy dắt con ghé lại nơi đây, thấy cảnh này con cùng qua ham. Con với nước cổ ăn đầy nóng hôi, nhìn ra ngoài thì trời đã tối. Thầy dắt con ghé lại nơi đây, con xin quy theo thầy, dù sống chết cũng một đời một đau. Rồi từ giá nơi đây đi qua núi, thầy cầm tay con bảo với con ở đây có nhiều thú vị. Người có căn tu nó rập nó quỳ, còn những người hung tàn bạo ngược, nếu gặp thì ăn sống hút tươi. Đây trong lát nữa thầy kêu rộm hớp lại cho con coi, răng gích cọp to đầy nhiều thú dư. Con nghe nói qua sao con đành sợ quá, thầy là đức thiên liên có nói dối bao giờ. Đi trong lát nữa thầy kêu nó gồm hết lại cho con coi, răng rất cọp to dày đầy thú dư. Con nghe thầy nói quá sao con sợ quá, thầy là đức thiên liên nói dối bao giờ. Trong lúc đó thầy kêu con chung xuống hang này có được hay không, con mới dâng lời làm theo ý muốn. Mùi thối tanh con lẻ làng đứng dậy, thầy lấy tay đà xô con dội xuống hang. Con mới quỳ xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật trời ban bố cho con được tai qua nạn khôi. Thầy mỉm cười nói con đừng than khổ, để thầy đi giải quả cho con được nhẹ nhàng.
nhớ thầy con mới kể sơ vào miền bãi núi cũng nhờ thầy dắt đi bên lòng niệm chữ từ bi tìm đường giải thoát có nể gì công lao. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn hai huynh ha, vừa đạo vừa đời quá hay luôn rồi. Chúc cả đoàn mình chuyến này đi du sơn đi núi về mạnh khỏe bình an, gia đình vui vẻ sum vầy nhé. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, đại phú cũng được vui vẻ khỏe mãi không già. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là đi xuống đây là không có đường đi luôn ha. Bây giờ thì Châu Phú qua đoạn video hôm nay xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhé. Thân ái mến chào và tạm biệt nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Chào.